Con lườm vậy? Hả? Vô rau à? Vô rau à? Hả? Vô đi. Vô chơi sao mà đi đâu vậy? Con làm gì vậy? Hả? Làm gì? Thôi rửa bao nhiêu sạch rồi, rửa sạch hết rồi. Wow, ướt đó, thấy chưa, dốc đây ướt đùa rồi. Chết thôi chứ, ướt quần rồi. Rồi cắt đi được rồi đó, rửa sạch rồi không cần rửa nữa. Rồi cắt đó không rồi. Rồi
cắt rồi hả? Đi vô rửa tao đi. Để đây mày bạn nước cho rửa tao nè. Không vậy rửa tao với tao dơ. Rửa tao vô thay quần, quần ướt rồi.